Truyện ngắn Miền Ký Ức, tác giả Song Nhi, người đọc Yến Linh. Có một lần tôi nhận được một câu bình luận của một chị bạn độc giả trên mạng. Trong đó chị có hỏi tôi một câu rằng, chẳng biết tác giả còn trong nước hay đã ở hải ngoại rồi. Nếu đã xa quê hương, nhưng bài viết thấy còn rất là hương quê. Trích nguyên văn. Tôi rất thích câu hỏi này của chị, và câu hỏi ấy khiến tôi nhớ là hình như tôi chưa bao giờ viết về quê hương tôi thì phải. Dù sự thật, khi viết về những hồi ức, bao giờ tôi cũng thấy thích hơn và viết nhanh hơn những thể loại khác. Vậy mà ngồi đắn đo bao bận, tôi vẫn không biết viết làm sao, diễn tả thế nào cho hết những cảm giác trong lòng mình về hai từ quê hương. Nghe rất đỗi thân thuộc gần gũi ấy, cũng như cái hương quê mà bất cứ ai cũng có trong trái tim của mình. Tôi sinh ra tại một vùng quê thuộc đồng bằng châu thổ sông Cửu Long ở miền Tây Việt Nam, gần Bắc Mỹ Thuận. Tôi đã sống nơi đó cho tới khi qua tuổi 11 mới phải xa lìa. Đó là những năm tháng chất đầy kỷ niệm êm đềm ngọt ngào, nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Mặc dù thời điểm cuộc sống lúc đó của gia đình tôi cũng rất vất vả, thăng trầm như bao gia đình thường nông bình dị của cái xứ sở mang hình chữ S. Nơi cho tôi thấm thía hơn cái câu thơ, quê hương là gì hỡ mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều, của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Quê tôi là một thị trấn nhỏ nằm riêng biệt so với quốc lộ lớn bằng một ngã rẽ của một đường chừng 4 km. Hai bên đường lộ nhựa là những cánh đồng lúa xanh rì đặc trưng như những vùng đất Nam Bộ khác. Địa thế kề bên dòng sông quanh năm được bù đắp bởi phù sa đem tới cho xóm làng tôi những đồng ruộng phì nhiêu, vườn trái cây trĩu quả có tiếng về những loại trái cây ngon trong một bài hát được nhiều người biết đến. Thiên nhiên còn hào phóng ban tặng lúc nào cũng có nhiều cơn gió mát mẻ, thổi vi vu cùng khung cảnh dân dã với bao loại hoa dại xinh tươi. Mùa nước nổi quê tôi cũng bị ngập lụt, nhưng vì gần sông nên nước lên và xuống rất nhanh, không như những vùng trũng bị ngập úng. Những ngày sau nước lũ, ao hồ cơ mang là tôm cá. Bọn trẻ con của tôi ngày trước vui lắm, ngày hè đi hái trái cây mọc hoang, rong chơi với cánh diều, khi thì lại bắt con cua, câu con cá, vừa thỏa cái tính vui chơi, vừa giúp mẹ có thêm món ăn dân dã vào bữa cơm chiều. Tôi sống ở xứ lạ, gần bằng gấp đôi cái thời gian sống ở quê. Nơi đây nổi tiếng trên thế giới về môi trường, cũng như những ưu đãi phúc lợi hay an ninh tốt. Tôi thuộc nhóm những cô gái năng động, nếu xét về tính cách cũng như công việc hiện tại tôi đang làm. Tôi cũng đi khá nhiều nơi người ta cho là đẹp, ăn nhiều món ngon của cung đình hoàng gia, nhưng sao tôi vẫn không thấy ở đâu sánh bằng cái vùng quê yên ả ngày xưa. Tôi nhớ mãi cái hương vị cơm chiều được nấu bằng củi dừa trong cái trái bếp nhỏ nhắn đầy khói của bà ngoại. Tôi nhớ tô canh rau tập tành nấu cua đồng ngọt lịm, cá rô kho khô trong cái chảo đất cũ sứt mẻ, cay nồng ớt hiểm. Cái mùi vị mà tôi không thể tìm được ở những căn bếp hiện đại sáng loáng. Những món ăn được nêm bằng tình cảm gia đình ấy không bao giờ có thể quên. Tôi nhớ những cái tên của đám bạn mình thời thơ ấu, những cái tên cũng ngây thơ như chúng tôi ngày đó tự đặt cho nhau. Như tí chuột, ba râu, lượm còi, diễm rớt, cúc nhũi. Giống như tôi có cái tên trong khai sinh cũng rất ư dễ nghe, nhưng bạn bè vẫn gọi là hai ký. Bởi ngày xưa mẹ sanh tôi thiếu tháng, chỉ nhỉnh hơn hai ký một chút. Lúc mới lớn, tôi khóc lóc khi được gọi cái tên mà tôi cho là xấu xí ấy. Mẹ tôi phải an ủi và giải thích với tôi rằng tên xấu dễ nuôi bởi tôi èo uột từ nhỏ. Để rồi ngày hôm nay,
Chỉ khi về quê ở cùng người thân yêu thương, tôi mới được nghe lại cái tên ấy. Khi ra đường ai gọi bằng cái tên ấy, tôi biết ngay họ là bạn ngày thơ ấu của mình. Rồi sau đó nghe lòng có một niềm vui nhẹ nhẹ tan chảy. Ngày hè, bọn con trai bận rộn với những trò đá banh, làm ná bắn chim. Con gái thì chơi nhà chòi, làm đám cưới cho đứa nào đó trong bọn. Một lần chúng tôi làm đám cưới cho tí chuột và lượm còi. Nhưng giữa chừng, khi đang bắt chước người lớn chuẩn bị đi đón dâu, thì cô dâu và chú rể oánh nhau tơi bời, khiến cả bọn lôi hai đứa ra. Cái lý do oánh nhau đơn giản là giành nhau mấy con cá đìa thìa mới vớt ngoài ruộng khi nãy. Để rồi chỉ vài phút sau đó, cô dâu chú rể quẹt nước mắt cười hớn hở, trong khi lũ tụi tôi gân cổ hát bài đồng dao. Cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn nát đít. Chơi chán thì chúng tôi kéo nhau đi hái những trái cây mọc tự nhiên trên những cánh đồng lúa. Có đứa nào thèm ăn chi đâu, chỉ là thỏa cái tính phá phách leo trèo. Trong đám bạn ngày đó, tôi nhớ nhất là Cúc Nhũi, bởi Cúc trèo cây giỏi nhất trong đám, thoăn thoắt trên những cành lá như một chú sóc đuôi cong. Cả bọn tôi thì nhốn nháo, đưa vật áo ra hứng những trái mận hay ổi ruột đỏ chín thơm lừng do Cúc hái được quẳng xuống. Rồi những lúc đi hái trái trăm, trái sắn, vóc từng nắm bỏ vào miệng, rồi sau đó khoe với nhau hàm răng tím đảnh. Những nụ cười tươi như được nhuộm màu trở nên lung linh ghi sâu vào tâm hồn thành kỷ niệm. Khi cơn mưa rào ngày hạ vừa tạnh, không riêng gì đám con nít chúng tôi, cả xóm xách thùng ra ruộng bắt cua. Những chú cua mới vừa bị cơn mưa rào làm cho ngập hang, bò lang thang khắp nơi. Chỉ cần bỏ một chút thời gian, thì hôm đó nhà sẽ có món cua trong mâm cơm. Những ông chú, bác thì đi bắt ếch, soi gà nước vào những buổi tối ngay đêm ấy. Buổi trưa nắng, bọn tôi rong ruổi với cái cần câu trong tay, mà thời xưa sao cá nhiều thế không biết. Những con cá lóc mập ú, cá rô non mướt, cá bóng dừa đen mượt. Chúng tôi ngày đó đứa nào cũng đen nhẻm, gầy nhơm vì ham chạy chơi hơn ham ăn. Tóc cháy vàng khè đầy mùi nắng, vậy mà vẫn mạnh khỏe, chả mấy khi bệnh vặt trong cái mưa dầm nắng dãi ấy. Giữa hạ thì đi hái nấm mối, cái loại nấm bé bé xinh xinh, màu trăng trắng pha nâu trên chớp, ngọt như thịt gà. Loại nấm gắn liền với truyền thuyết không phải ai cũng có thể thấy để hái chúng. Chỉ những người nhẹ bóng vía mới nhìn ra, còn như ngược lại, đôi khi dẫm lên chúng mà không hề hay biết. Khi hái không được, đào cả gốc và nhớ chỗ để năm sau còn tới mà hái tiếp khi chúng mọc lại. Nhưng con bé bướng bỉnh tham ăn như tôi ngày đó rất mê ăn cái gốc giòn giòn ấy, nên tôi cứ đào cả gốc mang về và không biết bao lần bị mẹ tôi la rầy về cái tội lì lợm. Tới giờ vẫn còn nghe thèm thuồng lắm cái loại nấm tự nhiên không thể trồng được. Nấm mối được làm nhân đổ bánh xèo vào Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Xào với bụi môn ngọt mọc tự nhiên cạnh bờ ao sau nhà, hay bỏ vào nồi mắm kho. Những bà mẹ, cô chị khéo tay biến chúng thành những món ăn đầy nét riêng của gia đình mình. Khi rảnh tay với ruộng lúa thì xoay qua đám vườn trái cây, làm cỏ vườn, chiết cành, móc bùn non lên đắp gốc. Tới mùa thì lo thu hoạch để chúng chín mùi lại rơi rụng thất thoát do chủ hái không kịp. Thế là lại ra đời một dạng làm công với cái tên gọi vần công. Tức là hôm nay một người nào đó qua phụ gia đình mình gặt lúa hay hái trái cây phụ một ngày, thì sau đó khi họ thu hoạch mình cũng sang phụ lại một ngày. Ngẫm mà thương cái tình bà con lối xóm, ngay trong công việc cũng thấm đầy tình nghĩa, giúp đỡ đùm bọc nhau, không hề nghe mùi tiền bạc hay cân đo vụ lợi. Những buổi tối cả xóm quay quần bên một cái tivi coi chung những vở cải lương, rồi những người đàn bà sụp sùi khóc theo những nhân vật diễn ra trên ấy. Thương nàng Cúc Hoa hiền diệu,
ghét ở Tào Thị độc ác. Hôm sau vẫn râm ran bàn luận ai ca hay, ai lên vọng cổ ngọt. Ngày đó tivi không phải ai cũng có, cả xóm tôi chỉ có một cái thôi, mà dân xứ tôi gọi truyền hình chứ không gọi tivi. Thời gian trôi, tôi phải đi xa nhà, dù tôi có cái may mắn là cũng được về thường xuyên so với nhiều người khác. Mỗi lần về, tôi luôn thấy quê mình đổi khác, dù khoảng cách những lần về không xa. Đầu tiên là những cơn sốt đất mặt tiền gần đường. Sau cơn sốt ấy, nhiều nhà ít đi vào công ruộng hay miếng vườn trái cây. Nhưng bù lại những căn nhà mới mọc lên nhiều hơn, những màu sắc đối chọi nhau như những bức tranh của một đứa bé mới tập vẽ. Cũng như kiểu nhà chênh lệch do ai muốn cất trồi ra hay thụt vào theo ý thích mình. Rồi những chiếc xe máy tăng với tốc độ chóng mặt, thiết bị điện tử gia dụng nhà ai cũng có ít nhiều. Karaoke hát in ỏi hay một bài nhạc trẻ sập sình léo nhéo về ca từ được phát ra từ cái loa công suất thay cho những câu hò mượt mà cất lên từ phía mé sông như ngày xưa. Người ta cũng không còn cần làm vận công như trước, vì bây giờ có máy móc làm phụ, rồi thuốc men hỗ trợ. Cần gì người ta cứ thuê mướn hẳn hòi, quy ra tính bằng tiền hết. Trái cây bây giờ trái cũng lớn và mượt mà hơn ngày trước nhờ những loại thuốc tăng trưởng, mà hình như chính người trồng lại e ngại ăn chính thứ trái cây của mình trồng ra. Nhà nào cũng phải chừa riêng vài gốc nơi cuối vườn không có xịt thuốc để dành cho gia đình mình ăn. Con sông nơi tôi ở thì nước nửa đục nửa xanh vì ô nhiễm hóa chất. Chẳng ai dám dùng nước sông nữa, tôm cá cũng theo đó dần dần hiếm hoi. Đồng ruộng thì vẫn còn nhiều, lúa năng suất cao hơn xưa. Nhưng đi ruộng bây giờ khó mà thấy những cánh chim chóc đặc trưng cho vùng sông nước như trước. Những cánh diều càng hiếm hoi. Hình như trẻ con bây giờ thích chơi những trò chơi khác hấp dẫn hiện đại thực tế. Chúng mê những bộ phim ở nhà hoặc game online ở những quán dịch vụ mát lạnh, hơn là chạy ngoài đồng ruộng thả diều hay bắt cua. Mà cua cũng có còn đâu để tới chúng bắt. Cua đồng bây giờ là đặc sản mà chỉ có thể tìm ăn trong những nhà hàng máy lạnh chạy rù rì ở Sài Gòn mà thôi. Đám bạn trẻ thơ của tôi cũng đã lớn tứ tán mỗi đứa một nơi. Đứa lên Sài Gòn tìm việc với lý do chán làm ruộng ở quê vất vả bùng sình. Cúc nhủi tay bồng tay bế theo chồng bỏ cuộc chơi. Vợ chồng nghe nói dắt nhau đến miền cao nguyên nắng gió nào đó để lập nghiệp. Còn lượm còi lớn lên thì không trở thành cô dâu của tí chuột như thuở nhỏ. Chồng lượm là anh bà con chú bác với tí chuột. Trong lần tôi tình cờ đến nhà thăm bạn cũ, gặp lúc hai anh em họ tranh nhau cái mương ranh nơi mảnh đất được chia từ hương hỏa tổ tiên. Ai cũng dành phần cái mương ấy thuộc về mình, đến nỗi chút nữa dẫn đến xô xát. May là lối xóm can ngăn ra trong tiếng la hét thất thanh của lượm. Tự nhiên nhìn khuôn mặt sạm nắng gió mệt mỏi vì gánh nặng cuộc sống của cô bạn mình, khiến tôi nhớ quá cái giọt nước mắt trong veo chảy trên khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ ngày xưa. Tôi biết, đời nhiều thay đổi thuận theo tự nhiên. Cuộc sống thì phải phát triển tiến lên hiện đại chi đó. Nhưng sao lắm lúc tôi ghét cái hiện đại phát triển mà người ta gọi là đô thị hóa ấy. Cũng có thể tôi là kẻ có lối sống hoài cổ hoặc ký ức cũ gắn bó sâu đậm trong lòng khiến tôi không dung nạp được cái mới. Cũng như bây giờ, tôi lại hay suy nghĩ vu vơ ngậm ngùi khi nghe lại cái câu quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, mà ngày xưa tôi yêu thích. Bây giờ có đi dắt cái xóm, trái cây xứ tôi cũng không tìm ra được cái cây khế ngọt. Ví dầu cho có đi chăng, thì trẻ con chúng cũng chẳng ăn những thứ đó, bởi đã có vô số quà bánh đầy màu sắc sặc sỡ được bày bán sẵn kia, thì làm sao mà hiểu được cái háo hức ngóng chờ mùa gió mùa hạ để thả diều, ngóng chờ con cá cắn cầu.
Lẩm cẩm tôi lại nói vui, sau này không khéo một ngày nào đó, tớp thế hệ sau hỏi tớp trước. Cô ơi hay mẹ ơi, khế ngọt nó thế nào? Thì không biết diễn tả giải thích với chúng ra làm sao. Tựa như một lần tôi nghe thằng bé con của người chị họ sống ở Sài Gòn hỏi tôi một câu rằng, dì ơi, sao con dám ở quê nó biết kêu hả dì? Khiến tôi tá hỏa, dở cười dở mếu, cố giải thích cho thằng bé sự khác biệt giữa con dế và con dán. Trong niềm lo lắng, không khéo, nó bắt con dán bỏ vào lòng nuôi như dế thì khổ. Thời gian thì đi tới, sớm muộn gì rồi tất cả cũng bị phủ bụi mờ, ngay cả cảm xúc của con người. Nên những kẻ tiếc nuối cái cũ như tôi đành đem quê của mình đóng vào một cái khung và treo vào căn phòng có tên quá khứ. Để rồi khi tình cờ nghe một đoạn nhạc nào có cái nội dung gợi nhớ như giặt áo trên sông, hay câu ca dao, cánh cò bay lả bay la, bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng. Tôi lại lôi cái khung ảnh quê đó ra, lau chùi bằng dư vị tiếc nuối, đánh bóng bằng hoài niệm nhung nhớ, như cái gì đó thuộc một phần máu thịt tồn tại hiển nhiên trong cơ thể mình. Mùa này quê tôi chắc vào đầu hạ, không biết trời đã có mưa rào chưa và ve sầu có còn hát vang nữa không. Mai này dù đời có ra sao, có lấy đi tất cả mọi thứ, nhưng xin chừa lại cho tôi nỗi nhớ quê của mình. Ngày xưa ơi, xin thỉnh thoảng hãy quay về, để tôi còn có được những giây phút ngọt ngào đắm mình trong dòng sông mang tên miền ký ức. Truyện ngắn Miền Ký Ức của tác giả Song Nhi đến đây đã hết. Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.